Phong cách, tổng tài của Hoàng Thùy Linh khi tái xuất phim truyền hình. Hoàng Thùy Linh diện phong cách công sở thanh lịch khi đóng vai chính trong phim Giờ Vàng, Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do. 4 năm sau Mê Cung, Hoàng Thùy Linh trở lại phim Giờ Vàng với tác phẩm Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, hợp tác cùng Nhan Phúc Vinh. Trong phim, nữ ca sĩ vào vai Yến, một sếp nữ, sinh ra từ làng, một mình bươn chải để có vị trí như hiện tại nên tính cách khá chặt chẽ, khắt khe. Vào vai tổng tài, Hoàng Thùy Linh đầu tư cho khâu phục trang. Cô tiếp tục hợp tác với stylist thân thiết Hoàng Cu nhằm tạo diện mạo chỉnh chu, toát lên phong thái chị đại. Ngoài các kiểu suit truyền thống phù hợp môi trường công sở, Hoàng Cu còn chuẩn bị cho Hoàng Thùy Linh nhiều kiểu trang phục đi làm đa dạng khác, thể hiện hình ảnh quý cô hợp mốt. Áo sơ mi với phần gấu bèo dúng cách điệu giúp hình ảnh sếp nữ của Hoàng Thùy Linh bớt cứng nhắc. Cô còn đầu tư túi hiệu của Dior để hoàn thiện bộ cánh theo phong cách tối giản. Set đồ denim tạo cho mỹ nhân sinh năm 1988 nét trẻ trung khi đi làm. Bằng cách kết hợp áo khoác dáng lửng cùng crop top, nữ diễn viên tôn thân hình thon gọn. Phong cách tối giản của Hoàng Thùy Linh được thể hiện qua việc cô hạn chế trang sức. Chỉ chọn các loại bông tai to bản làm điểm nhấn, giúp gương mặt tươi sáng hơn. Chất liệu denim cứng cáp, đứng phong được Hoàng Thùy Linh diện nhiều lần vì phù hợp với phong cách quyền lực. Với chiếc váy dáng A có phần tay bồng và thắt lưng làm điểm nhấn, nữ diễn viên giữ được nét nữ tính. Phong cách pyjama thịnh hành trên thế giới được Hoàng Cu ứng dụng cho Hoàng Thùy Linh qua bộ cánh gồm crop top với quần ống suông. Phụ kiện đi kèm là chiếc túi Louis Vuitton độc đáo. Hoàng Thùy Linh khoe nét chững chạc với mẫu đầm dáng dài màu đen, phối cùng giày cao gót mũi nhọn. Càng về những tập sau của phim, Hoàng Thùy Linh ăn mặc càng nữ tính, mềm mại hơn, thay đổi nhiều phong cách đa dạng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.